chào quý vị và các bạn. Hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ như là Nam Đông Thừa Thiên Huế 38,5 độ, Tam Kỳ Quảng Nam 37,5 độ, Ba Tơ Quảng Ngãi 37,9 độ, Tuy Hòa của Phú Yên 37,9 độ. Ngày mai nắng nóng sẽ xảy ra dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận với nhiệt độ cao từ 35 cho tới 37 độ. Trong đó, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định là những nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 37 đến 38 độ. Và dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ còn duy trì ít nhất trong hết tuần này. Vì vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao, đặc biệt tại khu vực đông dân cư hay các cánh rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5 tại đây. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ ổn định. Đặc điểm của gió mùa Tây Nam là hay gây mưa dông về chiều. Vì thế, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng trong ngày. Sau 15 giờ chiều, mưa sẽ xảy ra diện rộng ở Nam Bộ và rải rác ở các tỉnh vùng cao. Riêng khu vực An Giang, Kiên Giang, Cà Mau sẽ là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tương tự, các tỉnh miền Bắc, mưa cũng có xu hướng gia tăng khi rãnh áp thấp ở khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh hơn. Cộng thêm với một vùng xoáy thấp mới là hình thành ngay trên khu vực phía Tây của Bắc Bộ. Tại đây sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Đông Bắc lượng mưa là từ 10 đến 30mm, còn các nơi khác của Bắc Bộ lượng mưa dưới 15mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Trên biển, hầu khắp các khu vực Biển Đông của nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Không mưa, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 5, có mưa vài nơi. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 14 tháng 8 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại!